Điện tử Anh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhá. Điện tử Anh Nguyễn đang test một con đọc đình đám có tên là DBX2231. Đây là một dòng lọc nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên khối, có độ mạnh rất mạnh, tức là gọi là con đọc bướng, khủng, có khủng. Và trước khi em test cho bác bé Bạc Liêu, bác bé Bạc Liêu là lấy hàng nhà em rất nhiều rồi, em test thật kỹ và em sẽ chỉ một số điểm này. Đây là nút to nhỏ này, to nhỏ của nhà bác, cái ấn này sáng, em ấn này sáng, cái này nhả, không được ấn bay bát. Còn từ 20 đến 500 là trống, từ 500 đến 6 kg là trung, từ 6 kg đến 20 kg là chắc. Bác này nhảy lắm, cái này mạnh lắm em. Đây là dòng lọc khủng, hay Nguyễn này 2 cm, tìm những đồ khủng lắm. Các bác nghe, con này thì gạt phát nào phát đấy. Cái giải tần equalizer chỉ là 20 Hz và đến 20 kg, nhưng mà người ta tại sao người ta làm rất nhiều cái nút gạt này, tức là để cái khoảng cách giữa tần số này đến tần số kia là rất là ngắn, cho nên là bác có thể tùy chỉnh và có thể khai thác được chất để chất âm của từng giải tần một. Bên trong băng số người ta chia cái giải tần này ra, ở phần ví dụ phần nhạc người ta chia ra thành 13 băng, để trong 13 băng này thì người ta cho phép mình chỉnh, ví dụ chỉnh từng tí từng ly một để khai thác hết triệt để đấy. Thì đây là một cái lọc rất là hay, phải bán rất nhiều trên thị trường với rất là chạy. Sở hữu cái lọc này thì các bác sẽ được hưởng một chất âm hết sức là hay, trong vắt như pha lê, tiếng trống thì quá uy lực và sâu, tiếng trung thì da diết ngọt ngào. Đây là một chiếc lọc khủng quá nhá, em chào bác ạ.